Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Di Động. Và trước khi bắt đầu video thì mình có câu hỏi dành cho các bạn. Giữa hai chiếc máy mà mình đang cầm ở đây thì đố các bạn biết đâu mới là chiếc Redmi Note 11 S 5G và đâu mới chính là chiếc Redmi Note 11 S. Mình sẽ cho các bạn 5 giây nha. 3, 2, 1. Ok, hết 5 giây. Thì câu trả lời đó chính là chiếc bên tay phải của mình nè, sẽ là chiếc Redmi Note 11 S 5G. Còn bên tay trái của mình sẽ là chiếc Redmi Note 11 S. Thế thì giữa hai chiếc máy này có điểm gì đặc biệt cũng như là nó có sự khác biệt nhau không? Hãy cùng mình đi vào bài so sánh ngày hôm nay nha. Và trước khi bắt đầu video thì hiện tại thì chiếc Redmi Note 11 S 5G thì đang được lên kệ tại cửa hàng Thế Giới Di Động, cho nên là các bạn nào muốn mua sản phẩm này thì hãy ghé ngay website cũng như là cửa hàng Thế Giới Di Động để có thể đặt mua cho mình nha. Rồi, đến với cái điểm khác biệt đầu tiên dễ nhận thấy nhất, đó là chính là 5G. Và đối với chiếc Redmi Note 11 S 5G này chúng ta sẽ có 5G, còn Redmi Note 11 S thì chúng ta sẽ không có 5G. Và trên cả hai sản phẩm thì chúng ta sẽ có ký hiệu 5G luôn. À không, có mỗi bản 5G thì chúng ta sẽ có 5G nè, còn bản không có 5G thì chúng ta sẽ không có gì cả. Thì đối với mình thì thực tế ra thì 5G là một cái công nghệ mà thực sự là mình rất là cần trong thời điểm hiện tại luôn. Hôm qua thì mình có ghé phố đi bộ để mình có thể tham quan event á. Thì lúc đó mình có xài 4G thì mình đang sử dụng nè, mình đang sử dụng nhiều app nha. Mình vừa sử dụng YouTube nè, vừa Facebook, rồi vừa lướt web, rồi cả chơi game nữa. Thì nha, cái trang new feed của trên Facebook của mình á, mình load khoảng 1 phút mới xong. Không hiểu sao nha, mình đang xài 4G nhưng mà chẳng hiểu sao mà mình load khoảng 1 phút là mới xong cái new feed của Facebook. Còn trong khi đó nha, khi mà mình chuyển qua với 5G thì mình chỉ mất khoảng đâu đó tầm khoảng có 5-10 giây là đã load xong rồi. Thế thì mới nhận thấy được là công nghệ 5G hiện nay đang cực kỳ là quan trọng luôn. Và mình nghĩ là nếu như các bạn muốn sử dụng đa tác vụ nè, nhiều tác vụ cùng một lúc và cần phải có nhiều mạng á, thì mình nghĩ 5G sẽ là một cái thứ gọi là cứu cánh cho các bạn trong thời điểm mà 5G đang gọi là tương lai. Và nếu như các bạn còn nhớ thì với chiếc Redmi Note 11 S này nè ra mắt thì cũng cùng với thời điểm mà Redmi Note 11 ra mắt luôn. Thì thời điểm đó thì hai sản phẩm này nó được chia ra thành hai phân khúc hướng đến hai đối tượng người dùng khác nhau. Đối với chiếc Note 11 S này thì sẽ phục vụ cho đối tượng người dùng gọi là thích chụp ảnh nè, thích sử dụng camera. Còn đối với Redmi Note 11 á thì sẽ dành cho những ai mà muốn chơi game nè, muốn xử lý công việc nhanh gọn lẹ rồi các thứ bla bla bla. Lúc đó thì chúng ta sẽ phải chọn lựa giữa một trong hai. Nếu như các bạn thích chụp ảnh, thích camera thì chúng ta sẽ chọn chiếc Redmi Note 11 S này với camera lên tới là 108MP. Còn đối với những người gọi là thích chơi game á thì sẽ chọn chiếc Redmi Note 11. Thì điều này sẽ dẫn đến một cái gọi là một chút khó khăn, bởi vì mình vừa thích chụp ảnh nè mà mình lại vừa thích chơi game nữa thì phải làm sao, đúng không? Không lẽ mình mua hai con? Đấy, thế cho nên là chiếc Redmi Note 11 S 5G này ra đời chính là vì điều đó. Với Redmi Note 11 S 5G cũng là một sản phẩm hướng đến đối tượng thích chụp ảnh luôn, nhưng mà nó cũng được trang bị cấu hình mạnh cũng không kém. Chúng ta sẽ có được trang bị con chip là Dimensity 810 nè, còn trên Redmi Note 11 S sẽ là Helio G96. Mặc dù đây là hai con chip cùng họ hàng nè, cùng gốc gác với nhau, nhưng mà Dimensity mang lại khả năng xử lý tốt hơn so với Helio. Và ngoài con chip ra thì chúng ta còn có thêm tần số quét màn hình lên tới là 90Hz nữa. Và cho dù là các bạn thích chơi game nè hay là các bạn thích chụp ảnh thì chiếc máy này đều có thể đáp ứng tốt mọi nhu cầu cho các bạn luôn. Thêm một cái điểm khác biệt nữa giữa hai con này, Note 11 S 5G và Note 11 S, đó chính là chúng ta sẽ có sự khác biệt về camera. Camera trên chiếc Note 11 S thì chúng ta sẽ có độ phân giải cao nhất lên tới là 108MP. Note 11 S 5G khoảng là 50MP thôi. Mình nghĩ điều này cũng khá là hợp lý, bởi vì hai con này thì giá cũng tương đương nhau. Redmi Note 11 5G được trang bị nhiều hơn so với chiếc Redmi Note 11 S thường. Hãng đã muốn gọi là cắt giảm đi một chút xíu về camera để có thể bù lại thêm những thứ khác nữa, như là về màn hình nè, như là về cấu hình các thứ. Cuối cùng là về pin của hai em này thì giữa Redmi Note 11 S với Redmi Note 11 S 5G này cũng có một chút gọi là khác biệt nho nhỏ. Dung lượng pin của hai em này thì đều tương tự nhau nè, vẫn sẽ có 5000mAh nè và sạc nhanh sẽ là 33W. Nhưng cái điểm khác biệt giữa hai chiếc máy này đó là trên chiếc Redmi Note 11 S này chúng ta sẽ đọc là sạc nhanh 33W thôi, còn đối với chiếc Redmi Note 11 S 5G thì chúng ta sẽ đọc là sạc nhanh 33W Pro. Đấy, và có thêm một chữ Pro là có sự khác biệt nhỏ nhỏ rồi, đúng không? Cái chữ Pro này mà theo như hãng công bố á, thì chữ Pro này nó sẽ mang lại cho mình một cái sự cải thiện về mặt tốc độ sạc nè, và sẽ giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm được gọi là thời gian sạc pin. Và mình nghe không lầm là chiếc máy này có thể sạc nhanh hơn
khoảng tầm là 26% khi mà chúng ta so sánh với công nghệ tiêu chuẩn. Đó là nghe hãng thế thế thôi, chứ thực tế ra sao thì các bạn hãy đợi cho mình làm bài đánh giá chi tiết về chiếc Redmi Note 1S 5G này nha. Rồi, và đây là bài so sánh nhanh của mình giữa chiếc Redmi Note 1S 5G và chiếc Redmi Note 1S. Và nếu như các bạn thích video này thì đừng quên cho mình một like, share và subscribe cho kênh YouTube của Thế Giới Di Động nha. Và chi tiết hơn về em 11S 5G này thì mình sẽ hẹn các bạn ở video sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.